là thời gian dành cho ký sự nhân vật. Hôm nay là mèo đi hia. Coach là một chú mèo mắt xanh mê phiêu lưu, luôn trình diện với một đội ủng gia Corinthian bóng lộn. Coach khởi đầu là một cậu nhóc mồ côi, nhưng nay được coi là người hùng vĩ đại nhất đời. Chủ yếu là do cậu ta tự nhận, cậu ta là bậc thầy kiếm thuật, biết chơi đàn guitar, si mê con nàng Dulcinea và thích tập sữa. Những cuộc phiêu lưu của mèo đi hia đang phát sóng trên kênh DreamWorks